và kính thưa quý vị, trong một buổi lễ gây quỹ để có được phần tịnh tài như đóng góp xây dựng những mái ngói chung cho tổ đình thập tháp, nơi đã có trên gần 400 năm nền Phật học nước nhà. Ngày hôm nay có được một trong những hình ảnh rất thân quen trong Phật học Việt Nam, đó là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, để nói về hình ảnh rất đẹp, rất trang nghiêm và tâm linh tín ngưỡng trong lòng của những người Phật tử khắp mọi nơi, Đỗ Thành kính mời Thầy Thích Nhật Thành lên để nói về ý nghĩa của tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mạ Vàng, mà ước mong rằng đây sẽ là phần tịnh tài để cùng đóng góp xây dựng một ngôi tam bảo chung cho quê nhà. Thưa quý vị, A Di Đà Phật, con kính mời Thầy lên sân khấu ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni giáo phẩm và toàn kính thưa toàn thể quý đồng hương và Phật tử. Kính thưa quý vị, như hòa thượng trụ trì chùa Điều Ngự có giới thiệu về cái tượng Bổn Sư mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 ngài đã trao tặng cũng như là kỷ niệm cho chúng tôi về cái tượng này, thì kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, sở dĩ đạo Phật mà chúng ta có được tồn tại và cho đến ngày hôm nay, nguyên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca là một người Ấn Độ, và cái giáo pháp của ngài được lan truyền hơn 2.600 năm. Chính vì vậy có rất có ý nghĩa đối với Phật giáo chúng ta. Chính vì điều đó mà ngài Dalai Lama thứ 14 đã trao tặng cho trong phái đoàn chúng tôi về cái tượng Bổn Sư như thế này, thì đó là một cái kỷ niệm rất là quý giá đối với bản thân của chúng tôi. Và hôm nay đây chúng tôi xin đem cái tượng này để cho nhân cái dịp lễ đại trùng tu tổ đình thập tháp như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, và đó là một trong những hình ảnh rất trân quý. Thưa quý vị, nam ca sĩ Gia Huy đang đến gần với từng nơi quý vị ngồi, và ước mong rằng phần tịnh tài ngày hôm nay cũng sẽ đóng góp để xây dựng và là những viên ngói để che nắng che mưa cho quý Phật tử nghèo ở những vùng sâu vùng xa trong chương trình gây quỹ. Dạ, bắt đầu từ 900 Mỹ Kim, 4.200 lần thứ nhất. Nhất quá tam, mình đã nói ngừng. Thì cho em đếm cái rồi em ngừng, không biết nữa. 4.200 nhưng lần mà... thứ ba, quý vị ơi, dành một tràng pháo tay thật lớn. Và con mời thầy lên để chú nguyện. Rồi, mời khai tim, mời. Dạ. Pháo tay thật lớn với sự đóng góp rất là quý giá. Mở đầu của Cathy, chủ nhân nhà hàng Ocean Blue. Và bây giờ là hai con Kỳ Lân. Được, dạ, đúng. Kỳ Hưu. Kỳ, dạ, Hưu đôi hả? Kỳ Hưu, dạ vâng. Kỳ Hưu chứ không phải Kỳ Lân. Rồi, hai con Kỳ Hưu. Dạ, dạ vâng. Sau đây chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tâm Thành sẽ lên giải thích về đôi Kỳ Hưu này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư tôn giáo phẩm, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể cùng liệt quý vị có mặt hôm nay. Quý vị có mặt hôm nay là một cái duyên lành lớn để ủng hộ cho ngôi chùa Thập Tháp được xây dựng trở lại. Có một cái ngôi chùa để kỷ niệm trên 400 năm mà quý vị đã nhìn thấy. Thì thưa quý vị, chúng ta đang nói về con Tỳ Hưu. Thì chúng tôi xin dừng lại chỗ này nói sao. Nhưng mà chúng tôi muốn nói cái dòng truyền của Đức Phật. Khi Đức Phật thành đạo, quý vị cũng biết vua Tần Bà Sa La đã cúng cái ngôi vườn Thuyện Uyển Trúc Lâm cho Đức Phật để Đức Phật thuyết giảng, và chư các cái vị quan, các cái vị nhân hào, thân hào nhân sĩ, tất cả các cái Phật tử có nơi để mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi đó, thưa quý vị, ông trưởng giả cấp Cô Độc từ ở bên nước Xá Vệ qua nghe pháp và đã chứng được đạo quả Tu Đà Hoàng, thì ông ta mới thỉnh Đức Phật về tại Xá Vệ. Nhưng Đức Phật ngài mới nói bên Xá Vệ không có ngôi chùa. Thì ông trưởng giả cấp Cô Độc liền phát tâm cúng dường. Sau khi đó, Đức Phật đưa ngài Xá Lợi Phất cùng theo trưởng giả cấp Cô Độc về bên Xá Vệ. Thì ngài Xá Lợi Phất
Ngài mới thấy cái vườn thượng uyển của Thái tử Chiến Thắng rất là đẹp, trên 50 mẫu đất. Thì nói gọi trưởng giả cấp cô độc, ngôi vườn này rất là tốt đẹp để cho Đức Phật và Chư Tăng Ni để trú và thuyết giảng Kinh Phật. Thì lúc đó, thưa quý vị, ông trưởng giả cấp cô độc và Ngài Xá Lợi Phất vào để nói với Thái tử Chiến Thắng: tôi muốn mua cái ngôi vườn này. Thái tử Chiến Thắng mới bảo rằng là ông muốn mua thì ông lát vàng ở trên cả cái khu vườn này thì tôi sẽ bán. Ngay sau đó, trưởng giả cấp cô độc đi chở toàn bộ vàng để lát trên cái ngôi vườn mà 50 mẫu tay để cúng dường Đức Phật. Thấy một cái chuyện kỳ lạ như vậy, Thái tử Chiến Thắng mới cúng cái toàn bộ số cây rừng ở tại cái vườn thượng uyển đó. Thì sau khi đó, thưa quý vị, Đức Phật đã ở tại tịnh xá Kỳ Hoàng Viên đó 27 năm, mà năng lượng của Đức Phật khi ở đó nó tuyệt vời vô cùng. Giống như bây giờ quý vị có cái dịp quý báu đi qua Ấn Độ mà đảnh lễ nơi Phật tích đó, thì năng lượng nó êm dịu vô cùng. Có một lần năm 2007, Tâm Thành được qua bên Ấn Độ, có một vị hai vợ chồng người thương gia Mỹ ở tại San Francisco, và ông ta có những cái thương gia ở tại New York. Tâm Thành mới hỏi giỡn với ông Mỹ như thế này: Why do you come here? Ông mới nói: Why not come here? Ông cười lên mà gương mặt nó sáng vô cùng. Tâm Thành hỏi là: tại sao ông đến đây? Thì ông Mỹ ông mới nói: tại sao không đến đây chứ? Và ông nói ông tu 14 năm ở tại San Francisco, nhưng cái tâm của ông nó không được lặng yên, những cái phiền não nó vẫn còn trỗi dậy. Nhưng khi qua bên này, ông ta tu mấy ngày liền thì cái tâm hồn nó yên tịnh, nó thanh thơi, nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, cái gương mặt nó hồng hào, nó đẹp đẽ vô cùng. Thưa quý vị, đó là cái cảnh giới của chư Phật. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói những ngôi chùa được truyền đi từ thời Đức Phật, và những ngôi chùa sau đó được thành lập, như vua Ashoka đã thành lập những ngôi chùa rất là lớn, có những di tích lịch sử tại Ấn Độ, rồi truyền qua bên Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, vân vân, các nước, Miến Điện. Các vị biết rằng là ngôi chùa Thập Tháp 400 năm về trước thì mỗi ngày là buổi siêu vẹo. Chúng ta, những người Phật tử không có nơi tu tập, thì đó là một cái duyên công đức lành của các vị có mặt hôm nay để đóng góp. Khi nãy chúng tôi được nghe có nhiều vị đóng góp 10.000, vừa rồi đây các vị kia đã đấu giá được tượng Phật mà Đức là Lai Lạt Ma đã đấu giá tới 4.000+ đô. Chúng tôi thấy vui mừng làm sao đó. Đó là sự đóng góp của các vị. Nếu mà so sánh ra trưởng giả cấp cô độc thì chúng ta không có được bao nhiêu, có phải không thưa quý vị? Nhưng bao nhiêu cũng được, 10 đồng, 5 đồng, 100, 1.000, tất cả đều là sự quý báu của quý vị đóng góp. Những ngôi chùa ở xã hội Mỹ này là những cái nơi tạo cái phước lành cho mọi người. Có một lần, có một Phật tử đi ngang qua ngôi chùa của Tâm Thành, Phật Quán Âm Thiền Tự, mới bảo rằng là: thầy ơi, con biết là con đi đánh bài lần này thua rồi, nhưng mà con cái máu tham tiền, tham đánh bài á, con vẫn đi. Con biết rằng Đức Phật á, Ngài không có cho đi đánh bài, nhưng mà con vẫn đi. Thôi kỳ này con vô lại Phật để con không có đi nữa, thì con giữ được mấy trăm đô. Nhưng mà thật sự ra con đem có 300 đô. Khi lên sòng bài con không phải chỉ xài có 300 đô, con xài tới 3.000 đô, bởi vì make credit con phải lấy ra con đánh tiếp. Thì con thấy con thua quá,
bữa nay con phải cầu Phật sao cho cái tâm của con, cái đam mê thú vui đó nó mất đi. Thưa quý vị, đó là một cái ngôi chùa, nó cản trở cái việc mà chúng ta đam mê làm cho mất tiền bạc. Đó, thưa quý vị, cho nên thưa quý vị, cái ngôi chùa không có chỉ rằng là cho những người tu tập để con đường giải thoát mà thôi, nhưng nó cũng cản trở bớt cái sự tạo cái nghiệp ác của chúng ta. Bây giờ con đôi tỳ hưu này, thưa quý vị, cái di tích của tỳ hưu thì nó rất là đặc biệt. Cái ăn vào á, nó không có, xin lỗi, nó không đi. Mà thầy nghĩ rằng cái chuyện đó vô lý. Làm sao mà có chuyện là ăn vào không đi? Nhưng mà cái này á, nó được cái sự may mắn, nói lên cái sự may mắn mà chúng ta có trong cuộc đời. Ai cũng cầu nguyện để làm cái gì? Có tiền vào giữ để cho cuộc sống của mình may mắn. Hôm nay thưa quý vị, nếu quý vị đấu giá được cái đôi tỳ hưu này đem về nhà, cũng mong cầu gia hộ cho sao chúng ta được may mắn giữ tiền đó để gia đình được hạnh phúc, con cháu được có đầy đủ sung túc. Nguyện cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ cho các vị thỉnh cái ngôi tỳ hưu này về nhà được may mắn, vạn sự an lành. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ các vị. Thầy rất là nhiều, thầy đã giảng thêm nữa về đôi kỳ hưu này. Và dựa theo lời của thầy thì chúng ta xin cầu gọi tất cả các quý vị ân nhân ở nơi đây, xin hãy thỉnh hai con kỳ hưu này, hoặc là bởi vì đi thì đi bằng cặp, thành ra là hai con kỳ hưu này với giá khởi đầu là 360 Mỹ Kim thưa quý vị. Wow, đấy à, yes, đứng dạ, lên mà đã vậy thôi. Mời chị lên sân khấu. Đã vậy thôi, em còn là thành viên trong ban tiếp tân nữa. Ồ, dễ thương quá. 2.000 Mỹ Kim lần thứ nhất, 2.000 Mỹ Kim lần thứ hai và 2.000 Mỹ Kim lần thứ ba. Quý vị ơi, dành một tràng pháo tay thật lớn cho một vị tiếp tân và là ân nhân của chúng ta. Dạ, thưa quý vị, cái tỳ hưu nó cũng có tương tự với là cái tên Kỳ Lân. Nhưng mà cái chúng ta có những cái tên đặc biệt như vậy, đó là cũng một cái vui của nó. Thì bây giờ thưa quý vị, bây giờ Tâm Thành xin chung cái bài chú về cho cái sự mà phát tài phát lộc của ngài Sivali. Nam mô Sivali Chamadero Devatanara Burito Cho Rovakayambi Ambandami Samrara Sivali Chamadero Chaka Deva Burito Cho Rovakayambi Ambandami Samrara Sivali Chamadero Devara Chayo. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Từ Bi Gia Hộ. Chào quý Phật tử đã thỉnh đôi tỳ lân này về, có được sự may mắn, gia đạo an bình, phước lộc dồi dào, tài nguyên vượng tấn, vạn sự cát tường như ý. Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ quý vị.